Báo cáo quý vị, đây là bức hoành phi với 4 chữ ẩm Hà Tư Nguyên bằng gỗ vụ. Chúng tôi sắp chuyển đi huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa đi. Và đây là chúng tôi đang đi từ tầng 1 khu B, tôi đóng cửa. Kiểm tra xe. Ở phía trước tầng 1 khu C. Đây 4 chữ ẩm Hà Tư Nguyên đây. Và được xếp vàng Đài Loan. Sau này quý vị cứ nhắc là cái cuốn thư ẩm Hà Tư Nguyên. Bình thường thì mọi người hay dùng ba chữ Đức Lưu Quang, nhưng mà có những bác lại thích chữ ẩm Hà Tư Nguyên là chữ uống nước nhớ nguồn và rất nhiều nội dung khác. Còn đây là đôi khu đối, một bên là Hưng Gia Hữu Đạo Xuân Thịnh Thại. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2018. Tạm biệt quý vị.